Chào các bạn đến với shop công nghệ TLD 300 Thái Hà. Hôm nay shop nhà mình lại xách một chiếc MacBook Retina dòng 13 inch ME662 được xách ra từ Mỹ về. Như các bạn biết là dòng Retina thì nó rất mỏng đi rất là nhiều, đã bớt đi ổ đĩa. Dù là dòng MacBook Pro dòng tính năng cao nhưng các bạn nhìn. Đã rất là mỏng. Mình sẽ giới thiệu qua cấu hình của máy này. Máy có thêm cổng HDMI các bạn có thể nhìn thấy. Ở trên cái dòng thường thì không có. Đây, thùng thu motor, cổng sạc đây. Loa được bố trí các bạn nhìn hai bên sườn, hai bên được hưởng như này. Mình sẽ giới thiệu cấu hình của máy bây giờ. Máy được sử dụng màn hình 13.3 inch. Các bạn có thể thấy máy sử dụng vi xử lý Core i7-3.0 cực khủng, RAM 8GB bớt 1.600 và máy sử dụng card đồ họa HD Graphics 4000, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây, độ phân giải màn hình cực khủng 2560x1.600. Ổ cứng của máy là 500GB SSD. Các bạn nhìn thấy ổ cứng 500GB cực kỳ là hiếm. Các dòng máy ở Việt Nam hoặc Hồng Kông các thứ sách về thì dung lượng ổ cứng chỉ là 256GB hoặc 128, nhưng mà phiên bản này nó lên đến tận 500GB. Hai bộ nhớ RAM này, 4GB bớt 1.600. Mình có thể gì? Các bạn nhìn thấy dung lượng ổ cứng ở bên trong. Tốc độ ghi đọc của ổ cứng này các bạn nhìn thấy đây, 6GB đây. Các đồ họa của máy này. Và ngoài la thì loa nghe cực kỳ gọi là LED. Với công nghệ cảm biến ánh sáng, camera ở trên nhà. Với giá bán 31,5 triệu đồng, máy được bảo hành 12 tháng tại shop. Các bạn ý, phiên bản này còn bảo hành của Apple Care là 25.